Thời gian gần đây, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện một số tài xế xe khách, xe tải đường dài có sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện và đã gây ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong thời gian qua, một số lái xe khách, xe tải đường dài có sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện và đã gây ra một số vụ tai nạn. Cụ thể, một trong những nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn là do lái xe cố tình sử dụng ma túy để chạy tăng ca, tăng chuyến để tăng thu nhập. Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải, giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn có nguyên nhân từ lái xe sử dụng ma túy, Bộ Giao thông Vận tải đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 10 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Bộ Giao thông Vận tải đang giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý lái xe kinh doanh vận tải. Theo đó, lái xe sẽ được quản lý từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc hoạt động lái xe kinh doanh vận tải. Đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra và chỉ đạo các sở giao thông vận tải, tăng cường kiểm tra về kinh doanh và điều kiện kinh doanh tại đơn vị vận tải, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.